Geni, sắc đẹp cùng tài năng vang dội, trái ngược hoàn toàn với đời tư lặng lẽ. Geni là nữ diễn viên nổi tiếng người Trung Quốc. Cô đã gặt hái được rất nhiều thành công và ghi dấu ấn trong lòng người xem ở cả mảng phim điện ảnh, truyền hình và kịch nói. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình từ năm 2011 với vai diễn Ngọc Mặc trong bộ phim Kim Lăng Thập Tam Thoa. Geni đã liên tục chinh phục khán giả qua nhiều tác phẩm đình đám khác nhau trong suốt hành trình diễn xuất của mình. Thời thơ ấu của nữ diễn viên Geni. Geni sinh vào tháng 8 năm 1988 trong một gia đình khá giả tại Nam Kinh, Giang Tô, Trung Quốc. Điều kiện gia đình thuận lợi đã tạo điều kiện để nữ diễn viên được tiếp xúc với nghệ thuật từ bé. Điều này đã tạo nên một Geni với khí chất mềm mại, uyển chuyển cũng như có nền tảng vũ đạo vững chắc sau này. Trong suốt khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, cô đã từng tham gia nhiều cuộc thi lớn nhỏ khác nhau và đạt nhiều giải thưởng, tiêu biểu là giải nhì cấp quốc gia môn bơi lội, ngôi vô địch môn khiêu vũ cổ điển tại tỉnh Giang Tô năm 2007. Geni xuất sắc đậu ngành phát thanh viên của Đại học Truyền thông Trung Quốc, phân hiệu Nam Kinh và nằm trong danh sách sinh viên có số điểm cao nhất. Sự nghiệp của diễn viên chính thức bắt đầu vào năm 2008 khi cô lọt vào mắt xanh của đạo diễn Trương Nghệ Mưu với vai Ngọc Mặc trong Kim Lăng Thập Tam Thoa. Bộ phim chính thức đưa Geni bước vào con đường diễn xuất, bắt đầu cho hành trình tỏa sáng của cô. Geni không chỉ từng bước chinh phục khán giả và giới truyền thông bằng ngoại hình quyến rũ, sắc sảo mà còn nhờ diễn xuất đỉnh cao của mình. Cô hiện đang trở thành một trong những nữ diễn viên sáng giá của điện ảnh Trung Quốc. Sự nghiệp đầy ấn tượng của nữ diễn viên. Geni bén duyên với nghề vào năm 2008 khi đạo diễn Trương Nghệ Mưu và đoàn làm phim bắt đầu tìm kiếm và tuyển chọn diễn viên cho bộ phim Kim Lăng Thập Tam Thoa. Đạo diễn Trương đã miệt mài tuyển chọn nữ diễn viên phù hợp với các tiêu chí của bộ phim, được lấy bối cảnh năm 1937 tại Nam Kinh, như người Nam Kinh, có nhan sắc và giỏi tiếng Anh. Nhờ hội tụ đầy đủ các yếu tố trong yêu cầu, Geni đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của vị đạo diễn tài ba và nhận được vai diễn đầu đời Ngọc Mặc bên cạnh hai bạn diễn Trương Tử Di và Cùng Lợi. Bộ phim ra mắt vào năm 2011 đã gặt được vô số thành tích ấn tượng với doanh thu lên tới 600 triệu nhân dân tệ, trở thành quán quân phòng vé năm ấy. Không chỉ thế, Kim Lăng Thập Tam Thoa còn được đề cử giải phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất tại Quả Cầu Vàng lần thứ 69. Có thể nói thời điểm năm 2011, khi bộ phim Kim Lăng Thập Tam Thoa ra mắt đã tạo nên cơn sốt toàn Trung Quốc, đưa Geni trở thành ngôi sao mới đầy hứa hẹn của điện ảnh Hoa ngữ. Sự nghiệp của nữ diễn viên tiếp tục nở rộ với vai diễn Giang Nguyệt Nga trong bộ phim Sát Giới cùng ảnh đế Lưu Diệp. Bộ phim xoay quanh về hành trình giành quyền nuôi con của một đôi vợ chồng. Họ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình, thậm chí còn sẵn sàng cuộc chiến một mất một còn. Đến năm 2013, Geni tiếp tục để lại dấu ấn trên màn ảnh nhỏ với Anh Muốn Cùng Em Mãi Hạnh Phúc và Đợi Gió Đến. Cả vai diễn nàng tiểu thư nhà giàu nhưng chất chứa nhiều thương tổn trong Anh Muốn Cùng Em Mãi Hạnh Phúc hay cô nàng phóng viên tòa soạn đang trên đường đi tìm hạnh phúc trong Đợi Gió Đến của nữ diễn viên đều nhận được những đánh giá rất tích cực từ người xem và giới mộ điệu. Vào năm 2013, cô đã trở thành một trong tứ tiểu hoa đán của Trung Quốc do tạp chí Nam Đô bình chọn. Vào năm 2011, tên tuổi của Geni thực sự bùng nổ với toàn giới trẻ Trung Quốc khi cô tham gia vào bộ phim Năm Tháng Vội Vã, được chuyển thể từ tiểu thuyết Đình Đám của tác giả Cửu Dạ Hồi. Tháng Năm Vội Vã xuất sắc đứng thứ 6 phòng vé với doanh thu gần 6 triệu nhân dân tệ. Với những thành công rực rỡ trên màn ảnh, Geni trở thành nữ diễn viên duy nhất có hai bộ phim đạt doanh thu trên 500 triệu nhân dân tệ chỉ sau 3 năm ra mắt. Đó là Kim Lăng Thập Tam Thoa và Năm Tháng Vội Vã. Thành công nối tiếp thành công, Geni tiếp tục tỏa sáng trong Cô Dâu Đại Chiến. Hai người vào vai một đôi bạn thân có mối quan hệ gắn bó hơn cả chị em, nhưng có một ngày lại đứng trước nguy cơ tan rã vì những sự cố vô tình phát sinh. Diễn xuất của hai diễn viên được đánh giá rất cao. Nhiều người nhận xét rằng đây là vai diễn được Donny đóng giày dành cho Geni vì biểu hiện vô cùng xuất sắc của cô qua từng cử chỉ và hành động. Năm 2016, Geni lần lượt vào vai chính trong các bộ phim Cổng Chiến Binh và 28 Tuổi Vị Thành Niên. Trong đó, 28 Tuổi Vị Thành Niên được đánh giá cao hơn. Năm 2017, hai bộ phim Geni tham gia là Ngộ Không Chuyện và Kỳ Môn Độn Giáp đã đem đến những làn gió mới cho điện ảnh Trung Quốc. Với vai diễn trong bộ phim Ngộ Không Chuyện, cô đã xuất sắc giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Macau lần thứ 9. Sau một năm vắng bóng trên màn ảnh, sự xuất hiện trở lại của Geni với bộ phim Bão Tuyết đã trở thành một cú hích lớn cho điện ảnh nước nhà. Tác phẩm đã giành giải thưởng lớn nhất New Kieran Award tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 23. Trở thành một trong những bộ phim đình đám của điện ảnh Trung Quốc. Hành trình cống hiến không ngừng nghỉ của nữ diễn viên trẻ Geni, hành trình chinh phục màn ảnh nhỏ của nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn Geni được đánh dấu bằng bộ phim Thiên Thịnh Trường Ca vào năm 2018, đóng cặp cùng nam minh tinh Trần Khôn. Năm 2019, cô tham gia Thần Tịch Duyên cùng Trương Trấn, nhưng kém may mắn thay, thời điểm đó bộ phim lại vướng vào nhiều tranh cãi, cả về kịch bản lẫn tạo hình nhân vật. Tuy nhiên, cô vẫn mang về đề cử nữ diễn viên cổ trang tại giải Hoa Đỉnh lần thứ 26 và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Kim Cốt Đóa lần thứ 4 cho màn trình diễn của mình.
Sự chăm chỉ và nỗ lực của nữ diễn viên chưa bao giờ dừng lại. Năm 2020, cô tiếp tục để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Với siêu phẩm Chuyên gia gỡ bom 2, bộ phim đã đạt được những thành tích đáng nể với tổng doanh thu phòng vé cán mốc hơn 1 tỷ 300 triệu nhân dân tệ, trở thành phim Hồng Kông có doanh thu cao nhất thị trường đại lục, đồng thời đứng thứ 5 phòng vé Trung Quốc năm 2020 sau 7 ngày khởi chiếu. Tác phẩm khởi đầu năm 2021 đầy mong chờ của nữ diễn viên Nghê Ni là Lưu Kim Tuế Nguyệt. Diễn xuất trong bộ phim của Nghê Ni đã thật sự bùng nổ với sự chân thật và truyền tải cảm xúc đôi mắt biết nói. Những phần đoạn của cô liên tục đã nhận được sự chú ý rất lớn vì chạm sâu đến trái tim khán giả truyền hình. Không chỉ dừng lại ở mảng phim điện ảnh và truyền hình, Nghê Ni còn là một trong số những gương mặt được săn đón trên các trang bìa, tạp chí thời trang uy tín. Nhờ thần thái và khí chất của mình, nữ diễn viên sở hữu phong cách riêng biệt đầy bí ẩn, tạo nên những trang bìa độc đáo vô cùng cuốn hút. Nghê Ni cùng đời tư lặng lẽ. Mặc dù là ngọc nữ màn ảnh, sở hữu khối tài sản phim ảnh khổng lồ, nhưng đời tư của Nghê Ni lại rất kín tiếng và lặng lẽ. Tính đến thời điểm hiện tại, khi chính thức ra mắt được 10 năm, nữ diễn viên đã có 2 mối tình công khai. Năm 2012, Nghê Ni và Phùng Thiệu Phong bị giới truyền thông liên tục tung hình. Cả hai có những cử chỉ thân mật và không lâu sau đó, cặp đôi đã chính thức công khai một quan hệ tình cảm. Sau đó, cả hai cùng nhau đi du lịch và thường xuyên xuất hiện tại các thảm đỏ cùng lễ trao giải. Chuyện tình của cặp đôi này càng nhận được nhiều sự chú ý hơn khi một năm sau khi hẹn hò, cả hai trở thành bạn diễn của nhau trong bộ phim Anh Muốn Cùng Em Mãi Hạnh Phúc. Ngỡ tưởng đôi trai tài gái sắc sẽ về chung một nhà khi liên tục xuất hiện những tin tức, hình ảnh đi mua nhà hay chuẩn bị đám cưới được giới truyền thông ghi lại, thì cặp đôi lại bất ngờ tuyên bố chia tay sau 3 năm gắn bó. Điều này đã làm người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng và tiếc nuối cho một chuyện tình đẹp nhưng dang dở. Vào năm 2015, khi sự nghiệp của Nghê Ni có dấu hiệu chững lại và nữ diễn viên cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ sự rạn nứt của chia tay, nam diễn viên Tỉnh Bách Nhiên, người đã góp mặt cùng cô trong bộ phim Đợi Gió Đến năm 2013, đã luôn ở bên cạnh và an ủi cô. Họ đã trở thành bạn thân kể từ khi đóng chung và chính thức trở thành một đôi vào năm 2016. Cả hai cùng xuất hiện nhiều lần trên các mặt báo và nhận được sự ủng hộ rất tích cực từ người hâm mộ. Nhưng mối tình cũng không kéo dài được bao lâu khi vào tháng 7 năm 2018, cặp đôi chính thức tuyên bố đường ai nấy đi. Nữ diễn viên cũng bị vướng vào tin đồn tình ái với Trần Khôn khi hình ảnh của cô xuất hiện gần chung cư của nam diễn viên được tung ra. Nhưng chính nam diễn viên đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định hai người chỉ là bạn thân, cũng như nữ diễn viên gần đây mới chuyển đến chung cư gần chỗ anh, chứ không phải như lời đồn đoán. Có thể nói, Nghê Ni thuộc số ít những nữ diễn viên trẻ được giới chuyên môn đánh giá cao bởi lối diễn xuất đa dạng, cuốn hút và gương mặt đậm chất điện ảnh. Cô tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả với đôi mắt biết nói, sự tinh tế trong từng cử chỉ, khi diễn xuất cùng với khả năng đài từ đầy cảm xúc.